Rồi, chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay tiếp tục quay một cây kim cương hàng zin nha anh em. Đó, cụ đế nè, quá trời đẹp luôn. Thân lắc 3D luôn. Đó, cây này chắc tầm 17-18 hoành nha anh em. Đó, cây này của ông anh em nha. Đó, quay cho anh em xem chiêm ngưỡng nha anh em. Đó, cây này quá đẹp luôn. Cụ đế tròn quay luôn. Thân lắc từ gốc tới ngọn luôn, cây này có sữa rồi nha anh em. Đó, ông anh ông sửa xong rồi ông thả nha, sửa xong rồi tháo nhôm ra nuôi thả cho nhánh nó lớn nha anh em. Đó, kim cương zin, kim cương lá tròn nè, anh em xem cái thân nó lắc nè. Đó, từ gốc tới ngọn luôn. Đó, hàng này giờ cũng hơi bị hiếm nha anh em, kim cương zin mà lớn cái dày là hơi bị hiếm luôn nha. Củ đế này quá trời đẹp luôn. Đó, cực kỳ xanh tốt, cây nằm chậu quá tốt luôn, nuôi quá trời khéo luôn. Đó. Thân nó lắc nè, em thôi coi nó lắc nè, từ trên xuống tới dưới luôn, vót ngọn luôn nha anh em. Đó, cụ đế tròn quay luôn, cây nằm chậu lâu năm, quá trời đẹp. Đó, này quay cho anh em xem cho vui nha. Đó, cây này của ông anh em chứ không phải của em nha anh em. Rồi anh em xem thấy hay cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha.